Hi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Leon ORT. Video hôm nay mình sẽ phun màu cho bóng đầu lăn mini. Màu đầu tiên mình sẽ phun là màu vàng neon nha mọi người. Con thứ ba này mình sẽ phun màu hồng. Màu hồng đó tiếp tục mình xịt lên cho đầu vòn lúc trước mình phun. Đào vòn con lẹ thì mình sẽ xịt màu cơm lên. We'll be right back.
màu hồng lúc nãy thì đã khô rồi, bây giờ mình sẽ phun màu tím. Đầu cuối cùng này thì mình sẽ lên màu xanh lá cây và đỏ. Bây giờ mình sẽ phun màu đỏ là màu cuối cùng của mình đây. Như vậy mình đã phun sang bóng đầu lăng mini rồi. Anh em muốn biết bóng đầu lăng mini này khi hoàn thành sẽ như thế nào thì anh em hãy đợi video tiếp theo nha.